Theo như giá công bố đề xuất mà Honda đưa ra hồi đầu tháng 3, CLV-L giảm 188 triệu đồng xuống còn 1 tỷ 068 triệu đồng. Phiên bản CRV-E giảm 178 triệu đồng, giá bán sau giảm giá là 958 triệu đồng. Tuy nhiên là trong đợt điều chỉnh có hiệu lực từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 4, giá bán CRV đã đồng loạt điều chỉnh tăng 5 triệu đồng mỗi xe. Điều này khiến cho phiên bản CRV-L đã tăng từ 1 tỷ 068 triệu lên 1 tỷ 073 triệu đồng, còn CRVE tăng từ 958 triệu lên 963 triệu đồng. Các loại xe khác gồm Kia Accord và Civic cũng được điều chỉnh tăng là 5 triệu đồng một xe so với giá đề xuất mà Honda đưa ra hồi đầu tháng trước. Dù mức tăng 5 triệu đồng được xem là tăng nhẹ, nhưng được biết là do nguồn cung hạn chế nên các đại lý đang đẩy giá chênh mặt hàng này lên cao. Khách hàng đã phải trả thêm 50 triệu đồng mỗi xe nếu muốn sở hữu xe ngay.